Xin chào anh em đam mê Liên Quân, lại là mình, Boss Liên Quân đây. Không khí náo nhiệt của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022 đã tới rất gần. Chắc hẳn giờ đây anh em đang vô cùng háo hức đón chờ màn thể hiện của các đội tuyển mà mình yêu thích phải không nào? Boss Liên Quân cũng vậy đấy. Sở dĩ đấu trường danh vọng luôn là một giải đấu quốc nội không thể bỏ qua đối với những người hâm mộ bộ môn Liên Quân Việt Nam. Nhưng mùa đông năm 2022 sẽ là sự bùng nổ chưa từng có. Giải đấu sẽ chính thức khởi động vào lúc 5 giờ chiều ngày 4 tháng 8 với thông điệp thể thao cho thế hệ mới. Đặc biệt hơn, tổng giải thưởng đã lên tới 6 tỷ đồng. Đây là một con số kỷ lục chưa từng có trước đây. Điều này sẽ tạo ra rất nhiều động lực cho các đội tuyển và đương nhiên rằng họ đã nạp đủ năng lượng để sẵn sàng giật giải thưởng cùng với tấm vé bước vào AWC 2022. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với lịch trình thi đấu từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9 để xem những cặp đấu nào sẽ làm mưa làm gió ngay từ vòng bảng nhé! Trong đấu trường danh vọng mùa đông này, có tới 10 đội tuyển ghi danh thành công là V-Gaming, Team Flash, Saigon Phantom, Boss Gaming, Harry, B2F Gaming, HQ Esports, MDH Esports, Extreme Gaming. Ngoại trừ những cánh chim vàng đen, những đội tuyển thống trị top đầu đều có sự thay máu rất mạnh trong đội hình. Người hâm mộ có nhiều fan bất ngờ trước thông tin chuyển nhượng của những tuyển thủ có tên tuổi như đã gắn chặt với ngôi nhà cũ của họ như Proe, Daim, Khiên, Độc Đâm. Đặc biệt, đội tuyển có sự thay đổi lớn nhất về mặt nhân sự chính là Team Flash khi họ sẽ đón tới 4 tân binh. Và đội hình chính tham gia đấu trường danh vọng mùa đông năm 2022, chỉ còn 2 thành viên lão làng nhất là ADC cùng Xuân Bách. Trong vòng bảng, các đội tuyển sẽ lần lượt trải qua 18 vòng thi đấu dưới hình thức BO5, vòng tròn, 2 lượt tính điểm, áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Theo khung thời gian mà ban tổ chức đề ra, lộ trình giải đấu sẽ như sau. Vòng bảng khởi tranh trong khung thời gian 4 tháng 8 đến 24 tháng 9, giai đoạn playoff thứ nhất và thứ hai dự kiến trong ngày tiếp theo là 25 tháng 9 và vòng playoff cuối cùng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, đấu trường danh vọng đã mở màn bằng trận đấu giữa đương kim vô địch AIC 2022 là V-Gaming và một đội tuyển thuộc top đầu trong nhiều mùa giải quốc nội là Heavy. Sự kiện này như một tín hiệu từ vũ trụ rằng đây sẽ là một giải đấu đầy kịch tính và đáng để mong chờ. Phải chăng đây là chủ đích của ban tổ chức rằng muốn tạo ra sự bùng nổ ngay từ giai đoạn đầu tiên của mùa giải? Trận đấu sau đó cũng sẽ đến từ một cựu vương và một tinh tú là Saigon Phantom và Boss Gaming. Có lẽ cả hai đội tuyển này đều không cần phải quá căng sức bởi đây mới chỉ là bước khởi động đầu tiên trong vòng loại, đồng thời khởi động bằng những chiến thuật tầm trung để không bị các đối thủ khác thuộc bài. Sang tới vòng 2, vòng 3, vòng 5, có lẽ trận đấu thu hút được nhiều lượt xem nhất sẽ là cặp đôi Team Flash Box Gaming ở vòng 2. Người hâm mộ rất mong chờ màn thể hiện của những tân binh mới tia chớp trước đối thủ nặng ký như đội tuyển chiếc hộp. Bước tới vòng 4 lượt đi cùng vòng 14 lượt về, trận chiến giữa các ông lớn mới thật sự bắt đầu. Cụ vương V-Gaming sẽ gặp các chàng trai của Boss. Và nói vui một chút, nếu như đây là thời điểm của 2 năm về trước, có lẽ mọi sự chú ý trong vòng 4 sẽ đổ dồn về cặp kình địch Team Flash và Saigon Phantom. Trước đây, hai đội tuyển từng thi nhau đăng cai chức vô địch các mùa giải của đấu trường danh vọng. Khi ấy, người hâm mộ thường đùa rằng đây là sân chơi riêng của hai đội tuyển này cho đến khi V-Gaming xuất hiện. Chỉ có điều giờ đây thời thế đã khác. Đứng trước một kình địch lâu năm của mình, liệu thế hệ sau của tia chớp có thể thay thế được cái bóng của đàn anh mình hay không? Vòng 6 lượt đi và vòng 12 lượt về, một tình huống rất khôi hài có thể diễn ra bởi Team Flash sẽ đối đầu trực tiếp cùng Heavy. Sở dĩ nói khôi hài là vì mới đây, cựu tuyển thủ đã gắn bó với đội hình T-Shop được 4 năm trời kể từ khi Hoàng Kim là Proe giờ đây đã trở thành huấn luyện viên cho đối thủ của mái nhà cũ. Người hâm mộ cũng không khỏi tò mò trước việc hai bên sẽ lựa chọn chiến thuật ra sao khi những người đồng đội cũ đã quá hiểu phong cách thi đấu của nhau. Liệu đây sẽ là lợi thế cho cả đôi bên hay trở thành con dao hai lưỡi? Chỉ đến khi trận đấu diễn ra, chúng ta mới biết được. Về phía Saigon Phantom và V-Gaming, họ đã từng chạm trán với nhau không ít lần để giành giật ngôi vương đấu trường danh vọng cũng như tấm vé tham dự SEA Games 31. Bởi vậy nên đây là một lượt đấu hứa hẹn sẽ có lượt view cao nhất nhì vòng bảng mùa đông năm 2022. Nếu Saigon Phantom vượt qua được V-Gaming trong giải đấu này hoặc thậm chí là chạm tới ngôi vương của mùa giải này, họ sẽ thoát khỏi cái rớp ông vua về nhì. Và mình tin rằng khi ấy, các bóng ma Sài Thành sẽ thể hiện thật tốt tại AWC 2022 sau những kinh nghiệm được rút ra từ chung kết SEA Games 31.
Mở màn vòng 8 là cặp đấu Box Gaming và Heavy. Điểm tương đồng giữa hai đội tuyển này là họ luôn đều đặn có mặt trong top 4 mỗi mùa đấu trường Danh Vọng. Cách đây không lâu, cả hai đội tuyển này đều có sự thay máu về đội hình chính. Điều đó cho thấy được quyết tâm chinh phục những ngôi vị cao hơn. Theo đánh giá của nhiều người hâm mộ Liên Quân Việt Nam, Box và Heavy trước đây gần như ngang tài ngang sức. Vậy nên trận đấu này sẽ góp phần giúp chúng ta phân bua rõ ràng về khả năng và trình độ của hai đội tuyển này. Sài Gòn Phantom và Heavy sẽ là hai cái tên lớn tiếp theo trong màn cọ sát tại vòng cuối của lượt đi. Dù xét về cả danh tiếng lẫn thành tựu cho đến thời điểm hiện tại thì những bóng ma Sài Thành có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng trong thể thao điện tử thì kết quả nào cũng có thể xảy ra, nhất là khi Heavy vừa có thêm sự góp mặt của một trong những kình địch cũ của Sài Gòn Phantom. Trận đấu giữa hai cựu vương AIC, Team Flash và VGaming sẽ khép lại lượt đi đấu trường Danh Vọng mùa đông 2022. Mặc dù VGaming ra đời muộn hơn so với thời hoàng kim của Flash, nhưng những cánh chim vàng đen vẫn đang chinh phục những đỉnh cao mà các tiền bối đã từng chạm tới. Nếu để so sánh sức mạnh đội hình chính của Team Flash và VGaming trong lần ra quân này, thì Team Flash sẽ gặp không ít khó khăn khi đương đầu cùng quán quân AIC 2022 bởi Team Flash hội tụ nhiều nhân tố trẻ, tài năng, nhưng chưa có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với một đội hình có sẵn chiến thuật bài bản như VGaming. Tuy vậy, đây vẫn là một trận đấu đáng để mong chờ. Qua những cặp đấu tiêu biểu được nêu trên, có lẽ chúng ta đã hiểu thêm về tính khốc liệt của thể thao điện tử, nhất là một giải đấu lớn như đấu trường Danh Vọng. Sự khốc liệt đã diễn ra ngay từ vòng bảng. Điều này đòi hỏi tuyển thủ cần phải có một lối chơi đa dạng, phong độ bền bỉ và có thể duy trì thành tích với những vòng đấu cuối cùng. Vậy theo anh em, đâu sẽ là những cái tên lọt vào vòng trong? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Ngoài ra, đừng ngần ngại nhấn like và subscribe kênh Bóng Liên Quân để có thể tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất từ đấu trường Danh Vọng mùa đông năm 2022 ngày thôi nào anh em.